Cho nên trong cái dịp này đó thì mình nói với anh it's fun. Cái câu của lớp dân tộc là cái tên là cha, có một điểm cha nói mà cha chưa nói một điểm là cha đi bằng phương tiện gì để trong một cái vùng mà khó khăn như vậy. Dạ cho con hỏi tiếp một câu nữa để cho con lên trẻ. Ngày xưa con biết là các tố ở Công Tân á, ở Bông Mê Thuột thì người ta uống rượu cằn và người ta ăn thịt rác nước với người dân tộc. Vậy thì Đức Cha có dám thực hiện những cái điều rượu cằn và thịt rác nước không cha? À thực sự, cảm ơn Bác Giới đã hỏi một cái câu rất là dễ thương. Hồi xưa, cách đây mấy mươi năm, khi mà lên truyền giáo với Nam dân tộc thì thực sự lúc đó những người ở dưới miền xuôi cũng chưa đủ can đảm để đi ra khỏi mình. Cho nên mình muốn mang theo cả cái truyền thống của mình lên với Nam dân tộc. Còn bữa nay ở trên cao nguyên đó, thì anh em dân tộc và anh em người Kinh lại sống lẫn lộn với nhau. À cho nên cái cách ăn, cách uống, cách sống gần như chúng ta biết nhau cả. Cho nên bây giờ ăn với Nam dân tộc thì chính bản thân tôi chả có cảm giác gì mà ngán cả. Ví dụ như cái hôm đó tôi ghé thăm một cái giáo họ, họ đang làm nhà thờ, thì tôi chỉ báo cho cha sở đó là trên đường về sẽ ghé thăm. Thì mấy cái ông già làng á, ông già làng là ông tập trung bà con giáo dân lại, ông đón tôi. Rồi sau khi mà thăm nhà thờ xong tôi đi về, ông nói không được, gà chín rồi. Thì gà chín rồi là phải xuống. Thì tôi xuống cái nhà họ tiếp tôi, thì tôi ngồi tôi ăn với họ và uống rượu cần. Thì nó có một cái món tôi không biết là khi ăn cái thịt gà nướng là chấm với cái nước á, tôi chấm tôi ăn thấy nó lại lạ. Thì sau đó tôi mới hỏi cái nước này là nước gì mà ăn nó là lạ. Nó dặn đây là cái ruột non của con gà. Khi làm gà đó là cái ruột non là ngon nhất, là bỏ chút muối vô là cái đó chấm là số nhất, ăn thấy ngon lắm cũng dễ. Cho nên thực sự cái việc mà mình ăn uống mình ở cùng nó rất dễ không khó, cái học tiếng rất dễ không khó. Cái khó của người mục tử đó là yêu mến anh em của mình. Khi mình yêu mến người anh em thì cuộc sống của người anh em là cuộc sống của mình. Cái niềm vui nỗi buồn của anh em là niềm vui nỗi buồn của mình. Cho nên mình cảm thấy là một. Và khi đó là một thì mình phải chia sẻ và phải sống với điều kiện mình có. Cho nên trở qua cái câu mà ông Quang hỏi, lên đó là đi bằng gì? Lên đó thì anh em biết, đa số bây giờ các cái đường đi vào buôn làng thì đều bê tông hóa rồi. Đã. Chỉ có một số những cái vùng huyện mới thì vẫn còn đi bằng đường đất. Mà bởi vì những cái đường đất đó thì các cái xe mà chở gỗ nó đi nhiều lắm. Trên nó lầy lội và cái mùa mưa thì xe hơi không thể vào được. Mà xe hơi vào không được thì mình có ông đá. Mà chỗ nào ông đá thì mình đi bộ. Đã đi xe ôm. Đã đi xe ôm, đi bộ. Thì Đức Trang có bao giờ đi xe đi voi chưa ạ? Chưa. Đức Trang có đi thuyền rồi mà. Có đi thuyền, đi ghe, có đủ hết. À, đi voi thì chưa. Người mục tử là đi bằng cái đuôi chân của mình, suy nghĩ bằng cái đầu của mình và yêu mến bằng chính trái tim của mình. Nên đối với mình, cái hội cùng sinh Quy Nhơn là một cái hội mà đi đâu người ta cũng khen. Bởi vì cái tình liên đới giữa tất cả các anh em cùng sinh với nhau. Mình nhớ cái hôm đám tang của Đỗ Thái, thì ông cha sở của Đỗ Thái, ông biết anh em cùng sinh vào. Ông nói, trời ơi, sao một cái nhóm này làm việc với nhau tốt như thế này. Tụi mình ở Xuân Ngọc, tụi mình cũng muốn tạo một cái nhóm anh em cùng sinh. Nhưng mà không được, nó không được như thế. Cho nên anh em thấy mình về với nhau không cần tổ chức gì nữa. Chỉ có những giờ ngồi bên nhau, đi với nhau, thăm lại những cái di tích, những cái nơi mà tổ tiên của mình ngày xưa đã sống đức tin và đã có sự gắn bó với nhau. Rồi đặc biệt qua các trang ghép, khi anh em nào có chuyện buồn, gia đình có tang hoặc có chuyện vui, chuyện buồn, anh em đều chia sẻ với nhau. Chính sự gắn kết mà không cần hình thức nhiều, nó tạo nên cái tính cách của người Quy Nhơn. Thì xin anh em cố gắng tiếp tục cái điều đó. Và chúng ta tiếp tục hướng về cái dịp mà 400 năm kỷ niệm cái ngày tin mừng đến nước bạn, thì anh em quyên chủ sinh của mình đóng góp một vai trò không nhỏ trong đó. Cảm ơn tất cả các anh em nhé.
Xin chúng ta xin thứ tha với tất cả mọi tội thiếu sót để chúng ta xứng đáng được